các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Và như các bạn đã biết, sau cái màn thả rơi hơn 20m thì chiếc máy Xiaomi Mi 4 của mình nó đã tàn tạ khá là nhiều rồi, đặc biệt là phía phần màn hình. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây, màn hình của mình nó đã bị biến dạng và vỡ khá là nhiều. Phía cạnh của nó cũng bị biến dạng, đặc biệt ở phía phím tăng giảm lượng nó đã bị cong vênh lên. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ đây. Tuy nhiên, mình vẫn rất tin tưởng vào cái phần cạnh viền của hãng Xiaomi vì nó được làm từ thép nên là rất là chắc chắn. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành thử độ bền của phần cạnh viền của máy nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một vài vật dụng để chúng ta có thể test được cái độ bền của cạnh viền. Chúng ta sẽ có chìa khóa này, dao này, và cuối cùng mình sẽ muốn thử đóng đinh vào cái gỗ này bằng chiếc Xiaomi Mi 4. Và ngay sau đây thì mình sẽ tiến hành thử em nói nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành làm trước bằng chiếc chìa khóa, xem liệu nó có bị nhức không nhé. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây, mình đã kì rất là mạnh. Ok. Và như các bạn ở đấy, không hề có một chút gì gọi là xước luôn. Rồi, mình sẽ thử phần diamond cut này nhá. Đây, mình đang rất là mạnh tay luôn. Wow. Đây, như các bạn có thể thấy, chúng ta không có bất cứ một vết xước nào luôn. Wow. Quá là tuyệt vời luôn. Đây duy chỉ có một vết xước nhưng mà rất là nhỏ luôn. Thật quá là tuyệt vời luôn. Và mình sẽ thử bằng một chiếc dao nhá, để xem liệu nó còn ăn được không. Wow. Tuy nhiên với chiếc dao nhọn như thế này thì chiếc viền của chúng ta cũng có một phần bị xước rồi. Vâng, xin chúc mừng. Nhưng mà tuy nhiên thì với những cái công việc hàng ngày của chúng ta thì chẳng dỗi hơi gì mà chúng ta đi dùng dao cào vào chiếc máy của chúng ta đúng không? Cùng lắm là có để ở trong cặp, trong ví thì trong cặp hoặc là trong túi, có để lẫn chìa khóa thì cũng các bạn cũng hoàn toàn không lo bị xước. Và như các bạn có thể thấy, chiếc màn hình của chúng ta vỡ khá là nhiều, tuy nhiên vẫn còn một chỗ chưa vỡ. Và như các bạn đã đọc các tin tức ở trên báo mạng thì có thể thấy chiếc máy của chúng ta rất là bền, một phần bởi cái khung viền này nó bảo vệ cái phần kính này, tuy nhiên do cái phần viền nó đã bị vỡ nên là bị cong nên là chiếc màn hình nó bị vỡ. Và mình sẽ thử độ bền của cái viền này bằng cách gõ vào, mình sẽ đóng đinh vào đây xem liệu nó còn bảo vệ được cái phần kính này nữa không nhá. Mình sẽ gõ bằng phần chưa vỡ này nhá, để xem cuối cùng nó có vỡ không. Đóng khá là sâu. Đây, như các bạn này đấy. Đó. Ok, đã xong. Và đây là thành quả của chúng ta. Một chữ M, biểu tượng của Mac Mobile. Các bạn có thể nhìn vào đây. Và đây là thành quả của chúng ta. Wow, phần màn hình, như các bạn thấy, vẫn nguyên si, không có bất cứ một chút gì gọi là biến dạng, vỡ nứt gì nhá. Tuy nhiên thì phần cạnh viền của mình nó cũng xước, do mình gõ ở đây khá là nhiều nên là nó cũng chỉ lún vào một tí, một chút mà thôi. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây. Đó,
không hề có vấn đề gì luôn. Nó cũng chỉ gọi là xước, gọi là nún một chút mà thôi. Và như các bạn đã thấy, qua màn tra tấn đóng đinh thì chiếc màn hình chúng ta vẫn nguyên si, chưa hề ấn gì, không hề có vết nứt hay là vết vỡ gì nhá. Và ngay sau đây, mình sẽ tiến hành một bài test cuối cùng, là bài test thả rơi từ độ cao tầm 1,5 m, nghĩa là từ tầm quần của mình xuống. Tại vì thường thì chúng ta có thể vô tình làm rơi khi rút quần ra. Thì mình sẽ thử xem cái phần màn hình này liệu nó có vỡ không nhá. Chiếc màn hình của chúng ta vẫn đang sáng nhưng mà không cảm ứng được. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần tra tấn cuối cùng. 1, 2, 3. Wow, phần này phần nắp lưng nó đã bị bung lên. Tuy nhiên một điều là chiếc kính của chúng ta vẫn nguyên si luôn. Và phần cạnh này nó cũng chỉ gọi là hằn lên một tí, rất là khó nhìn. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây thì mới có thể nhìn thấy được. Đấy, một tí xíu mà thôi, vẫn chưa ăn thua gì. 1, 2, 3. Khay sim đã được đẩy ra một cách tự động. Phần khung viền thì phần kính này nó đã vỡ thêm. Tuy nhiên phần kính này vẫn chưa hề ấn gì. Wow, có thể chúng ta sẽ tiến hành một độ cao có thể nhất. 1, 2, 3. Lần này thì chiếc nắp lưng của mình nó đã bung ra. Và chúng ta sẽ cùng xăm soi phần cạnh viền. Có xước ở một chút ở đây. Tuy nhiên chỗ này nó vẫn chưa vỡ và chỗ này nó đã vỡ khá nhiều rồi. Chúng ta cùng xem. Vẫn lên nguồn bình thường. Vâng, thật không thể tin nổi luôn. Và qua tất cả các bài test thì mình có thể khẳng định rằng chiếc Xiaomi Mi 4 là sản phẩm bền nhất trong tầm giá, thậm chí nó cũng là sản phẩm đáng mua nhất trong tầm giá. Sở dĩ mình nói như vậy bởi vì nó sở hữu một cấu hình mạnh mẽ trong một cái phân khúc chỉ dưới 3 triệu đồng. Các bạn quan tâm tới sản phẩm mời truy cập website maxmobile.vn. Và ngoài ra sau này các bạn còn muốn mình thử độ bền của sản phẩm nào, hãy cứ comment chia sẻ ở phía phần bình luận. Mình sẽ cố gắng xin viện trợ để làm ra những video tương tự như thế này. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn lại. À, một điểm lưu ý là video của các bạn đang xem được quay từ chiếc Samsung Galaxy Note 5 đó nhá. Bye bye.